Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Elmo. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video thông báo cho anh em một cái tin vui của bên Anh Quốc ha. Thì hiện tại bên Anh Quốc đang thực hiện đúng cái lộ trình của dự án của tất cả những bico team đề ra ha. Thì vào hôm ngày 17 tháng 11 có một cái thông tin cập nhật cho anh em, đó là cái tất cả những anh em sẽ được là sửa đổi cái tên ha. Sửa đổi tên cho một lần nữa cho chính xác. Đây là lần cuối cùng để anh em có thể là sửa đổi tên để trước khi lên mainnet anh em sẽ thực hiện đúng cái tên của mình để mainnet và KC thành công nha. Rồi, thì đây là một cái thông tin update vào ngày 17 tháng 11. Thì nó sẽ cho tất cả những anh em nào mà có cái phần tên của mình hôm trước đó, là mình đánh sai lỗi chính tả nè. Thứ hai là những cái tên nào mà tên lót và tên họ cũng đang có thể là bị đảo ngược hoặc là bị lộn vị trí á, hoặc là những cái lỗi nhỏ ha, thì Bico Team sẽ cho áp dụng là sửa đó. Còn riêng những cái lỗi mà thuộc về, ví dụ như hôm trước anh em đăng ký tên A ha, hôm nay anh em đăng ký tên B, thì cái lỗi này hoàn toàn là không sửa được anh em ha. Nếu như anh em những cái lỗi này Bico Team nó sẽ không chấp nhận đó, và tài khoản bi của anh em sẽ không có được xét duyệt và vượt qua KC anh em nha. Anh em lưu ý thì những cái lỗi này là lỗi nhỏ thôi anh em nha, thì anh em có thể sửa cho nó chính xác. Rồi, thì đây là dành cho tất cả những cái pioneer nào mà bỏ lỡ cái 2 tuần đầu tiên mà nó cho KC khi mới bắt đầu dự án anh em nha. Đó, rồi thì đã đi vào cái sửa con này, thì anh em đầu tiên anh em sẽ vào cái phần ba gạch cho mình nha, dấu ba gạch ở đây. Rồi, tiếp tục anh em sẽ vào cái phần hồ sơ cho mình nha. Rồi, tiếp tục anh em vào cái phần xuống cái phần cài đặt, anh em thấy cái chữ là add to change your name ha, thì anh em bấm vào chữ cách xóa cho mình nha. Rồi, tiếp tục thì nó sẽ hiện ra cái tên mà hồi trước anh em đã đặt rồi ha. Thì anh em xem nếu như ok không, anh em xem thì nếu như ok thì anh em không cần phải sửa ha. Còn nếu như mà anh em muốn sửa thì anh em bấm lại chữ sửa lại cho mình nè. Rồi, sau khi anh em bấm chữ sửa lại xong, nó hiện ra cái màn hình như thế này. Thì đây nó có hai phần ha, phần thứ nhất là tên tiếng Anh và phần thứ hai là tên của bạn trong tiếng Việt. Thì đầu tiên nó thể hiện phần tên tiếng Anh ha. Thì anh em kiểm tra, ví dụ đây là tên của bạn nè. Đó, thì tên tiếng Anh là viết hoa không dấu anh em nha. Tên lót là bạn ghi ở giữa ha, rồi họ phía dưới. Rồi, tên thợ nhỏ thì anh em có thể là ghi tên của anh em luôn. Thì tên của anh em là trong chứng minh nhân dân nha, anh em ưu tiên trong chứng minh nhân dân và ghi là viết hoa không dấu. Nếu anh em muốn sửa thì anh em sẽ bấm vào cái chữ là nhấn vào đây để anh em sửa nha. Rồi, tiếp tục ở phần tên tiếng Việt cũng tương tự ha, anh em kiểm tra thử ok chưa, thì anh em muốn sửa thì anh em bấm và nhấn vào đây để sửa. Thì sau khi anh em nhấn vào đây thì anh em sẽ sửa từng cái mục ha, tên, tên lót, họ. Thì tên tiếng Việt thì anh em ghi bằng tiếng Việt hết nha. Tên thợ nhỏ thì anh em cũng ghi là cái tên của anh em thôi, trong chứng minh nhân dân đó có dấu. Nếu như anh em nào mà chưa có nó chưa hiện ra cái tên mà ở bằng tiếng Việt ha, thì anh em sẽ vào cái phần ngôn ngữ bản địa của bạn nè, ngôn ngữ bản địa ở đây, thì anh em sẽ chọn cái anh em chọn cái danh sách sổ xuống và anh em chọn tiếng Việt cho mình nha, tiếng Việt Nam, thì anh em sẽ hiện ra cái tên tiếng Việt và anh em có thể là sửa đổi bằng cái tên tiếng Việt nha. Rồi, sau khi anh em đã ghi tất cả những tên tiếng Việt, tiếng Anh thì anh em bấm chữ lưu lại cho mình nha. Đó, tiếp theo ở cái phần cuối là cái phần tên thường gọi, thì đây anh em nên ghi là tên trong chứng minh nhân dân anh em luôn nha, hoặc là có thể anh em ghi tên bất cứ một cái tên gì khác cũng được, tuy nhiên là mình ưu tiên là mình ghi tên chứng minh nhân dân luôn. Thì tên riêng ở đây thì anh em là anh em chỉ ghi là tên lót và tên, còn ở phần họ thì anh em sẽ ghi họ hả, có dấu cũng được hoặc là không dấu cũng được anh em nha. Rồi, sau đó anh em bấm chữ lưu cho mình. Rồi, tiếp theo
Ở cái phần cuối cùng á thì nó sẽ hiện ra một cái bảng đánh giá cuối cùng như này, thì nó sẽ liệt kê tất cả những cái tên của anh em này. Đó, tên, tên lớp, họ, tên thuở nhỏ. Không, rồi tên tiếng Việt thì tên, tên lớp, họ và tên thuở nhỏ, tên thường gọi. Thì anh em kiểm tra cái bảng này ok. Một anh em kiểm tra cái bảng này thật kỹ ha, ok một lần cuối. Sau đó anh em sẽ tiến hành, anh em vừa xuống phía dưới này này, nó có cái dòng là you can explain why want to change, có nghĩa là nó kêu là hãy nêu cái lý do sửa tên của bạn ha. Thì ở cái phần này này, anh em sẽ điền cái lý do tại sao anh em sửa tên. Giả sử như anh em muốn điền anh em sửa tên là do sai lỗi chính tả, hoặc là lý do là sai phần tên đệm, tên lót gì đó không, hoặc là viết ho bất thường gì đó anh em ha, thì anh em có thể là ghi ở cái phần mục này bằng tiếng Anh. Anh em có thể lên Google dịch á ha, anh em lên Google dịch anh em sẽ ghi. Đó, anh em nhập tiếng Việt, sau đó anh em ghi tiếng Anh. Không, ví dụ như nó nói là tôi sửa lại tên do sai lỗi chính tả chẳng hạn ha. Đó, thì anh em copy cái phần tiếng Anh này, anh em dán vào, anh em ghi bằng tiếng Anh nha. Đó, hoặc là anh em lý do sửa lại là lý do gì đó, anh em tự ghi ha. Đó, anh em ghi càng chi tiết càng tốt. Hoặc là mình có thể là mình đưa ra cho anh em một cái câu là như trong cái hình vẽ đây. Đó, hình vẽ là mình ghi là I want to be 100% accurate, có nghĩa là tôi muốn chính xác 100%. Thì anh em nào muốn ghi chung chung thì anh em có thể ghi cái câu này cũng được ha. Đó, rồi sau đó ha, anh em ghi xong câu này anh em bấm chữ gửi cho mình. Đó, thì anh em lưu ý ha, nó có thông báo là nếu tên của bạn không khớp chính xác với dữ liệu trên giấy tờ tùy thân chính thức của mình thì bạn sẽ không thể nhận được số bi của mình. Có nghĩa là cái mục đích ở cái phần sửa tên này nè, anh em làm sao đó sửa tên cho nó đúng khớp với giấy tờ chứng minh nhân dân để sau này anh em dùng để anh em KC. Đó là cái mục đích chính anh nha. Đó, thì nếu như anh em mà ghi sai cái thông tin tên của anh em mà nó không khớp trong cái giấy tờ sau này anh em ghi á, sau này anh em KC á, thì cái số bi của anh em nó sẽ bị mất ha, anh em lưu ý ha. Rồi sau đó anh em bấm chữ gửi cho mình nha. Rồi đó, thì tiếp tục nó sẽ hiện ra cái bảng như này là chúc mừng bạn đã hoàn thành, bạn đã yêu cầu sửa đổi thành công ha, và yêu cầu của bạn đang được xem xét. Đó, sau đó anh em bấm chữ tiếp tục. Đó, như vậy là xong. Đó, thì có một số bạn nó có thêm một cái phần là thêm địa chỉ email của bạn vào nữa nha. Đó, thì đây là những cái cập nhật mới. Đó, còn riêng một số bạn thì là không có phần này anh em nha, anh em lưu ý cái phần địa chỉ email là chỉ có một số bạn có thôi. Đó, còn một số bạn là chỉ tới cái bước tiếp tục đây là xong rồi đó. Đó, còn một số bạn là có thêm một cái bước là nhập vào email đó, anh em lưu ý nha. Thì nếu nó có hỏi nhập vào email thì anh em sẽ nhập cái địa chỉ email của anh em vào để sau này nó phục vụ. Nó kêu là địa chỉ email của bạn sẽ cung cấp một cách bổ sung để bạn chứng minh quyền sở hữu của mình và khôi phục tài khoản bi của mình trong trường hợp bị mất hoặc bị hack trong tương lai. Thì anh em sẽ nhập cái địa chỉ email của anh em vào nha. Thì lưu ý địa chỉ của anh em này phải là địa chỉ được bảo mật hai lớp rồi nha. Đó, anh em lưu ý. Rồi, tiếp tục anh em chữ gửi, như vậy là xong. Rồi, email của bạn đã được cập nhật thì anh em bấm chữ đóng là xong. Rồi vậy em ha. Như vậy là trên đây mình đã hướng dẫn cho anh em cái cách sửa lỗi cái tên của mình lại ha. Thì đây là một cái cơ hội cuối cùng mà BicoTeam dành cho anh em để sửa một lần cuối trước khi tiến hành KYC anh em nha. Đó, rồi thì hiện tại mình thấy là B Network chuẩn bị là lên mainnet em nha, và cuối năm này thôi. Đó, thì trên dưới tầm một tháng nữa thôi anh em nha. Thì đây là một cái cơ hội chỉ có 102. Đó, và anh em nào đã xem video mình thì cập nhật những thông tin mới nhất của VNWorks ha. Ngoài ra nếu như anh em nào đã chưa có tài khoản VNWorks thì anh em ngay lập tức cài đặt cho mình liền một cái tài khoản VNWorks ha. Từ đây đến cuối năm thì trong vòng một tháng thì anh em cũng kiếm được một số khá khá bi.
Mặc dù là ít nhưng mà dù dù sao thì cũng có còn hơn không đâu nha. Thì đầu tiên anh em sẽ bước qua bước 1, mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhanh cái cách mà tải cái app Bee này vào luôn. Đầu tiên bước 1 anh em vào cái phần Search Play hoặc là App Store ha, anh em tải cái app là Bee Network về. Sau đó bước thứ hai là anh em sẽ đăng nhập và bằng số điện thoại, anh em đăng ký bằng số điện thoại ha. Rồi tiếp tục anh em sẽ chọn cái mục là Việt Nam, sau đó anh em điền cái số điện thoại của anh em vào đó, anh em bỏ số 0 ha. Bước số 3 là anh em sẽ nhập password vào nha. Thì password ở đây là tối thiểu là 8 ký tự, có một chữ viết hoa và một chữ số. Sau đó anh em bấm chữ gửi cho mình ha. Bước thứ tư là anh em sẽ nhập tên. Thì ở phần nhập tên này á, anh em nên ưu tiên nhập tên theo cái cách mà mình đã hướng dẫn ở video này ha. Đó là gồm có tên lót, tên tên đệm và tên tên của anh em nha. Anh em sẽ nhập đúng cái tên trong chứng minh trong cái hồ sơ mà anh em sau này dùng để KYC nha. Rồi bước thứ năm anh em sẽ nhập cái mã mời cho mình là Thanh Phong 1984. Đó, thì bằng cách nhập cái mã mời thì anh em sẽ có được thêm cái tốc độ đào từ mình nha. Đó là cái mã mời là Thanh Phong 1984 để ủng hộ mình luôn. Thì với cái mã mời thì anh em có thể là đồng hành cùng mình ở đào Bee cho đến cuối ha, đến cuối chặng đường luôn. Đó, mình sẽ không từ bỏ anh em nha. Cho nên anh em nào muốn add mình vào cái tài khoản bảo vòng vòng tròn bảo mật thì cũng có thể add được ha. Đó, thì cứ sau 24 giờ anh em vào kết hợp cái tia sét này để đào nha. Rồi ngoài ra thì ở cái vòng tròn bảo mật này anh em kết vào thì anh em mời ít nhất phải 5 người để anh em tạo cái vòng tròn bảo mật, để cho cái thứ nhất là tăng cái tốc độ Bee của anh em lên, thứ hai là tăng cái độ bảo mật cho cái tài khoản của anh em lên nha. Đó là như vậy. Hiện tại là mình thấy là mình nghĩ là trong cuối năm nay Bee Network sẽ được mainnet về giá thì mình chưa nói được ha. Tuy nhiên là mình nghĩ là cái giá Bee là cũng không phải là thấp đâu nữa ha. Đó thì từ 10 đô đến 100 đô là hoàn toàn có thể xảy ra anh em nha. Đó cho nên em lưu ý thì lần đầu tiên em đăng ký là anh em sẽ đào 0.1 nha, 0.1 Bee. Đó thì một ngày anh em sẽ đào 2.4 Bee, 2.4 Bee một ngày, anh em sẽ đào 2.4 Bee đúng không. Thì giả sử như Bee là 100 đô thì anh em sẽ được là 240 đô, nhân với 23.000 thì anh em sẽ được là 5.5 triệu ha. Thì một ngày anh em sẽ đào 5.5 triệu nha. Cho nên là từ đây đến cuối năm là ngày nào mỗi ngày mỗi lần kích tia sét là mỗi lần anh em nhận tiền anh em nha. Cho nên lưu ý thì tất cả những anh em nào chưa có tài khoản Bee thì ngay lập tức tạo cho mình liền một tài khoản đây ha. Đó, để không bỏ lỡ những cái cơ hội này là cơ hội coi như là chỉ có một lần thôi anh em nha, một lần thôi. Thì anh em có thể vào cái phần kênh YouTube ha, mình có để đó. Thì anh em nào muốn xem lại những video mình hướng dẫn đào Bee thì anh em có thể là vào kênh của mình ha, anh em vào cái phần danh sách phát này, sau đó anh em vào cái phần là dự án Bee Network, anh em kéo xuống dưới này nè, đây anh em thấy không, dự án Bee Network thì trong này nó sẽ có một những cái video để cho anh em hướng dẫn cho anh em cái cách cũng như là đăng ký ha, và cái cách thức như thế nào để anh em có thể đào được cái con Bee Network này. Rồi ok, thì video đến đây xin kết thúc, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Chúc anh em sửa tên thành công và gặt hái được nhiều thành công từ cái dự án Bee Network này ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.